Mới đây, hậu vệ Xuân Mạnh cho biết anh cùng đồng đội đã theo dõi trận Indonesia thua Iraq 1-3 hôm 15 tháng 1 và ấn tượng với tinh thần của đối thủ. Xuân Mạnh nói trước buổi tập ngày 16 tháng 1, Indonesia có tinh thần chiến đấu cao, không ngại va chạm. Họ có vài điểm yếu, nhưng khoảng trống sau lưng tiền vệ mà chúng ta cần lưu ý phân tích. Việt Nam đã mổ băng rút kinh nghiệm sau trận thua Nhật Bản 2-4 ở lượt ra quân. Hôm nay, đội sẽ tiếp tục phân tích băng hình của Indonesia để chuẩn bị chiến thuật tốt nhất. Xuân Mạnh cho hay, mục tiêu của toàn đội là chiến thắng để có cơ hội đi tiếp. Đều chưa giành điểm sau lượt đầu, nhưng Việt Nam xếp thứ 3 trên Indonesia nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn 2 so với 1. Trong bối cảnh Nhật Bản và Iraq đều mạnh hơn, hai đội đều đặt mục tiêu quyết thắng khi gặp nhau ngày 19 tháng 1. Xuân Mạnh cho biết, lời khen của người hâm mộ cho đội tuyển Việt Nam sau trận Nhật Bản là động lực với bản thân. Nhưng anh và đồng đội cần quên đi để hướng đến trận quyết định với đối thủ Đông Nam Á. Trước Nhật Bản, Xuân Mạnh được xếp đá chính và rời sân ở phút thứ 78 nhường chỗ cho Trương Tiến Anh. Đây mới là trận thứ 5 anh chơi cho đội tuyển kể từ lần đầu được góp mặt vào năm 2019. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Xuân Mạnh không phải lựa chọn hàng đầu mà xếp sau đàn anh Nguyễn Trọng Hoàng, rồi Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài. Đến lần này, huấn luyện viên Philip Jassier mở rộng cơ hội hơn và anh tận dụng khi đang đạt phong độ tốt trong màu áo Hà Nội FC. Xuân Mạnh thừa nhận chơi chưa tốt khi gặp Nhật Bản, nhưng luôn nỗ lực tập luyện để cạnh tranh vị trí. Anh không muốn lãng phí cơ hội được trao ở Qatar lần này. Hậu vệ quê Nghệ An chia sẻ, tôi cố gắng nắm bắt chiến thuật của huấn luyện viên Jassier. Mỗi lúc di chuyển, kể cả có bóng hay không bóng, cầu thủ phải luôn đặt tâm thế chủ động nhận bóng và có những đường truyền đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi.